Nhà đập Văn Nguyễn xin kính chào mọi người nhé. Nay thì lại đi quay cho quý vị và các bạn xem một cái lô view hồ bám gần 40 mét mặt tiền đường nhựa này nhé. Đó, và sâu dài đến trên này luôn. Rất là đẹp ngay khu dân cư nhé. Đây, view hồ của mình đứng đây mình có thể ngắm view hồ rất là đẹp luôn. Bám được khoảng 50 mét mặt hồ nha quý vị nhé. Đây là ngay khu dân cư đông đúc luôn. Từ đây mà di chuyển lên tới ủy ban xã trung tâm xã Đắc Nờ Đung là rơi vào khoảng 400-500 mét thôi. Đó, ngay trung tâm nhé. Hồ này là hồ ngay trung tâm nhé mọi người nhé. Đó, ranh giới của mình là tới cái hàng mít với nó. Cái vườn cà phê này nhé. Đó, nhìn sang bên này là một cái mặt hồ gần cái bờ đập luôn, làm view rất là đẹp nhé. Đấy, anh em ngồi nhậu rất là vui luôn. Đấy, đậm chất Tây Nguyên nha quý vị nhé. Lòng về nhậu với dì Duyên mẹ. Đây có một cái bóng cây rất là mát luôn. Dưới này có ít cà chín trên đây, bảo cô đào ra lấy đi. Đây cái ranh của mình là sát trên này nha quý vị nhé. Sát trên này luôn. Vuông vức luôn, vuông sang bên này. Đó. Đây là cái không gian để mình có thể mình làm nhà đây này. Làm nhà. Một cái mảnh nhà vườn ở đây view hồ rất là đẹp luôn. Đây nó rậm quá thì mình không có thể quay được chi tiết được. Đây, phát cái cỏ ra là cái không gian rất là thoáng nhá. Bám view hồ mà mặt đường nhựa, diện tích rất là nhỏ nhá quý vị nhá, 1,5 sào. Và cái giá gia chủ đang đưa ra cho cái mảnh đất này thì là 1 tỷ 6 có thương lượng nhá. Tính nhà chỉ có rơi vào khoảng 40 triệu một mét thôi. Mà bên này á, khu ở trên đông dân cư này là đang bán 180 triệu một mét nha mọi người nhá. Cái khoảng trống này. Mình cắt nhà đây. Hướng ra bên này thì rất là tuyệt vời luôn. Nay là cỏ nó hơi tốt nên nó sẽ che khuất cái tầm nhìn cho mọi người xem trên cao nhé. Đấy. Đứng đây quay cho mọi người sơ lược thôi. Đó. Nên là chiều tối nhé quý vị nhé. Rất là thoáng luôn. Mình phát mấy cái cà này đi á, thì nó sẽ rất là rộng mà view rất là thoáng luôn. Ngay trung tâm nhá mọi người nhá. Rất là hiếm mảnh đất ở xã Đắc Nờ Đung mà có cái giá mặt tiền mà nó rẻ như này. Và view rất là đẹp luôn, hồ rất là rộng nhá. Hồ cũng chiều ngang phải 30 mét nhá mọi người nhá. Khoảng 30 mét. Đó. Này mà làm căn nhà nghỉ dưỡng ở đây hướng ra này rất là tuyệt vời luôn. Mọi người đang xem cho một like, đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Để xem video sau. Và nếu mà yêu quý cái mảnh đất này thì liên hệ cho Văn nhé.